Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh cập nhật tin tức của Susu TV nhé. Hôm nay tiếp tục cập nhật một số thông tin mới. Mới đây quản lý Diễm Phạm đã chia sẻ cả nhà đang ăn mừng thổi bánh kem chúc mừng sinh nhật cho bé Trí đó cả nhà. Thì hiện tại bé Trí cũng đã được 12 tuổi và hôm qua thì bé Trí nè, rồi ba Tèo là Diễm Phạm cùng với Phi Như, bé Đạt, bé Thành đã quây quần cùng với nhau hát bài Happy Birthday chúc mừng cho bé Trí có một tuổi mới. Trông thấy mấy ba con hết sức là vui vẻ với nhau. Nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật. Thì chị Ngân, chị Tuyết Nhung, chị Quỳnh Trang cũng đã có lời chúc mừng sinh nhật em trai Đức Trí. Thì bên cạnh đó, quản lý Diễm Phạm cũng chia sẻ thêm một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của Diễm Phạm cùng với bé Trí. Cô chú chúc mừng sinh nhật con nhiều lắm, con nhắn cảm ơn nha con. Dạ, thì quản lý Diễm Phạm hỏi cảm ơn đâu? Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Bé Trí hiện tại đã được 12 tuổi, học hành cũng khá là giỏi. Cô Thảo, mẹ ruột Quỳnh Trang để lại bình luận chúc con tuổi mới ngoan hiền, học giỏi nha con. Chị Tuyết Nhung thì bình luận chúc Trí sinh nhật vui vẻ được nhiều quà, ráng học thiệt giỏi đó nghe. Khán giả thì chúc mừng sinh nhật Đức Trí, chúc con ngoan học giỏi và ăn thật nhiều để mập lên chúc con. Thì trong cái đoạn clip này, bé Trí ngồi kế bé Thành nhưng mà bé Thành trông rất là bụ bẫm nên nhiều khán giả cũng cầu chúc cho Đức Trí hay ăn chóng lớn vì dưới độ tuổi như vậy nhưng mà nhìn bé Trí rất là ốm, do đó khán giả cũng cầu chúc cho bé Trí được mau lên cân mạnh khỏe. Cô Quỳnh Trần thì để lại bình luận chúc mừng sinh nhật Trí nè. Rất nhiều ông bà cô chú đã để lại bình luận. Thiên Ngân thì chúc mừng sinh nhật Trí, chúc em học giỏi ngoan ngoãn, nghe lời ba, mau ăn chóng lớn nha. Đủ thấy tình cảm yêu thương của đại gia đình đã dành cho bé Trí rất là nhiều. Ai nấy cũng cầu mong bé luôn mạnh khỏe, học giỏi. Chắc hẳn mọi người cũng chưa quên đoạn clip mà lúc sinh thời chị Hai Phi Nhung đã giới thiệu bé Đức Trí. Trong clip đó thì Đức Trí chỉ mới 1 ngày tuổi và những lời yêu thương của chị đã dành cho con trai Đức Trí. Mong muốn sau này bé lớn lên học giỏi và cũng có thể trở thành một ca sĩ. Hiện tại thì trong những đoạn livestream chia sẻ thấy cậu bé Đức Trí là một cậu bé hết sức ngoan ngoãn, cũng khá là kiệm lời. Nên mọi người cũng cầu chúc cho Đức Trí ngày học giỏi và ngày càng hoạt ngôn hơn. Trở lại thông tin mới nhất của ca sĩ trẻ Trường Sang thì mới đây Trường Sang có lời cảm ơn. Sang rất mong sẽ được phục vụ khán giả qua sự kết nối của bầu show Jimmy Tuấn Bùi. Con cảm ơn chú đã gieo duyên cho con được đến gần hơn với quý khán giả tại Hoa Kỳ. Vậy là ca sĩ trẻ Trường Sang đã có visa đi Mỹ thông qua sự giúp đỡ của bầu show Tuấn Bùi. Thì mới đây trên trang cá nhân của anh Tuấn Bùi cũng có đôi lời chia sẻ: bầu show hải ngoại yêu thương Trường Sang book show nha. Vậy là tiếp tục Trường Sang sẽ có được các cơ hội đi hát ở Mỹ nữa, nên Trường Sang gửi lời cảm ơn tới bầu show Tuấn Bùi. Khi biết được thông tin vui của Trường Sang thì rất nhiều fan chúc mừng em nhé, số cao của chị, chúc cho em được nhiều show diễn thành công, chúc em có nhiều sức khỏe hát thật hay những bài hát mới nhé, luôn chúc em được tỏa sáng trên sân khấu. Thì rất nhiều những lời bình luận của fan cầu chúc cho con đường ca hát của Trường Sang được thuận buồm xuôi gió, và thông qua có được visa đi Mỹ thì cơ hội đến với khán giả ở nước ngoài nhiều hơn. Cũng hy vọng là Trường Sang sau này sẽ được lòng tin yêu của fan hâm mộ thật là nhiều. Vậy là chiều nay vào lúc 18 giờ thì các bạn ca sĩ ở trong show Cung Tơ Họa Điệu sẽ cùng đến quán cà phê của cậu Thanh Huy để có một cái bữa tiệc cảm ơn hết sức là thân mật. Thì mới đây cậu Thanh Huy cũng chia sẻ mời gọi mọi người buổi sáng hãy đến uống cà phê ở quán của cậu và buổi chiều hãy đến với bữa tiệc cảm ơn này. Thì ca sĩ trẻ Juno, Thiên Ngân, Tuyết Nhung với lại Sắc Long, Quỳnh Trang, Phú Quý đã nhanh chóng chia sẻ thiệp mời ở trên trang fanpage của các bạn để các fan hâm mộ được biết hôm nay có một cái bữa tiệc cảm ơn sau show như vậy.
Cô MC Diễm Quỳnh cũng chia sẻ mỗi tấm thiệp là một sự trân trọng mà ban tổ chức chương trình Cung Tơ Họa Điệu gửi đến. Sự thành công mà chúng tôi có được, một trong những điều quan trọng đó là từ tình thương, tình cảm dành cho nhau. Xin phép được gặp nhau để có thể nói lời cảm ơn chân thành nhất. Và chắc chắn chiều nay sẽ là một cái buổi chiều hết sức là vui vẻ. Bữa tiệc thân mật ấm cúng diễn ra, mọi người có thời gian thì hãy đến Rủ Rê Coffee của cậu Thanh Huy để ủng hộ nhé cả nhà. Trở lại thông tin của ca sĩ Mạnh Quỳnh, mới đây trên trang FC của ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có góc cảnh báo. Hiện tại đang có một số trang Facebook giả mạo lấy tên và hình ảnh của idol Mạnh Quỳnh. Vậy FC Mạnh Quỳnh lên bài cảnh báo nhằm tránh các rủi ro làm phiền tới quý vị. Admin xin nhắc lại, idol Mạnh Quỳnh chỉ có một trang fanpage duy nhất có tích xanh và một Facebook cá nhân. Ad sẽ để ảnh và đường link các trang chính chủ của idol Mạnh Quỳnh dưới phần bình luận nhé ạ. Vậy là hiện tại thì ca sĩ Mạnh Quỳnh chỉ có một trang fanpage với một trang cá nhân tên là Quỳnh Mạnh Nguyễn thôi nha cả nhà. Thì cả nhà hãy cẩn thận với những cái trang giả mạo lừa đảo nhé. Hôm nay thì admin lại có bài viết mới, bởi vì nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng nên không hề cảm thấy lạnh giá. Bởi vì tình yêu ở trong tim nên không có giọt nước mắt bi thương, vì có tình yêu nên không hề thấy khổ. Phải làm những việc mình không thích mới là chịu khổ, còn những việc mình yêu, những thứ mình sẵn sàng dốc sức để làm thì đó chính là niềm vui và hạnh phúc. Mến chúc quý vị ngày mới vui vẻ, an lành và làm việc hiệu quả nha ạ. Vậy là ca sĩ Mạnh Quỳnh đã tạm biệt Việt Nam, trở về bên Mỹ. Và tiếp tục mới đây thì trên trang fanpage của anh lại có một cái show diễn mới ở tại Mỹ nữa nha cả nhà. Đó chính là buổi văn nghệ ở tại Thiền viện Minh Năng Quang vào ngày 9 và ngày 10 tháng 11 năm 2024. Thì có mặt của ca sĩ Mạnh Quỳnh trong show văn nghệ ở tại chùa này nữa nha cả nhà. Cái đó là ở bên Mỹ. Còn ở trong tháng 12 thì ca sĩ Mạnh Quỳnh lại tiếp tục có một show, trước mắt là ở tại phòng trà không tên nữa nha cả nhà. Đó chính là show ca sĩ Mạnh Quỳnh vào ngày 12 tháng 12. Đây là một cái thông tin khá là vui đối với fan của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Và hiện tại thì FC của anh cũng như mọi người đã có thể mua vé xem show này thì hãy liên hệ với FC của ca sĩ Mạnh Quỳnh hoặc là phòng trà không tên để biết thêm chi tiết và nhanh tay đặt vé để ủng hộ cho ca sĩ Mạnh Quỳnh trong tháng 12 trở về Việt Nam nữa nha cả nhà. Video chia sẻ tin tức của kênh mình đến đây là kết thúc. Rất mong ông bà cô chú anh chị hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp kênh với nhé. Và hiện tại kênh của mình có được đặc quyền liên kết để bán sản phẩm kiếm thêm hoa hồng đó mọi người. Mọi người hãy vào giỏ quà của kênh mình, nếu có những sản phẩm nào phù hợp thì xin cả nhà hãy mua ủng hộ cho kênh mình với nhé. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.